tên khác cậu hoàng đế muốn cắt cả nhà chúng ta. Đừng hoảng hốt. Xem ta sáng tạo hắn trọng sinh, sông cường, sản văn, Việt nam chủ rất ngựa, vì nữ chủ giả heo ăn hổ cao lĩnh chi hoa trong trẻo lạnh lùng hệ năm chính ít mặt nhiệt tâm tàn nhẫn bạch thiết khắc nữ chính nếu cuộc đời con người phải so sánh bằng bốn mùa, vậy hứa gia ninh tôi, cũng chỉ có mùa xuân và mùa đông. Cha ta và huynh ta là đại công thần bình định, phụng thiên chi nan bọn họ lập được công lao bất thế như khắc phục kinh sư mẹ ta là kỳ nữ biết kiếm tiền nhất Tây Kinh này, hứa gia tại có thể địch quốc. Ngay cả thánh nhân trong cung cũng nói. Hứa thị gia nương, sinh ra chính là hưởng phúc mệnh, nên là thiếu nữ vui vẻ không lo lắng nhất Tây Kinh thành này. Nhưng tôi đã chết vào mùa xuân năm 17 tuổi. Hứa gia bị vu cáo thông đồng với địch, ngay cả người tố cáo cũng không đưa ra chứng cứ. Hảo tỷ tỷ hứa doanh nguyệt của ta giờ phút này đứng ra, nàng ngôn từ bi thiết nói. Vì nước vì dân nàng nên đại nghĩa diệt thân hứa gia ninh sống lại mẹ cũng sống lại nàng phát hiện gia tộc diệt vong phụ huynh chiến bại là một âm mưu triệt đầu triệt đuôi thứ tỷ hứa doanh nguyệt là một nước cờ thánh nhân sắp xếp ở hứa gia một đêm mưa nàng gặp văn năng đề bút an thiên hạ võ năng thượng mã định càng khôn thiếu niên lan bùi tiện chi cô tặng ô cho anh từ đó hai người cùng xuất hiện trên đường hai người bị tân đế đuổi bắt chạy trốn hắn hỏi nàng hứa gia ninh ngươi cầu xin vì sao thánh nhân bất nhân ta sẽ phế mà lập người mới tốt lắm ta cùng ngươi vậy ngươi cầu xin vì sao bùi tiện chi chỉ mong gia nương được như ý nguyện chương một kiếp trước cùng kiếp này bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương hai ngươi đến cùng là ai bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mặc dù đã kinh chập, nhưng tay kinh thành vẫn lạnh lẽo bức người như cũ. Đám tôi tớ trong hứa phủ thưa thất, tụ tập ở góc tường nói chuyện phím. Từ sau khi tiểu nương tử nhà mình hôn mê, toàn bộ hứa phủ không hề có nửa điểm tức giận. Trần thập tam nương cả ngày đem tâm tư tập trung ở trên người ái nữ, sản nghiệp ngoài phủ mặc kệ liền thôi, sự vụ trong phủ cũng không để ý, hứa phủ trên dưới một mảnh hiu quạng ngược lại nhị phòng thứ nữ hứa doanh nguyệt mừng rỡ tự tại mặc dù ngày đêm không gián đoạn đến thăm hỏi nhưng mỗi lần chỉ là hỏi thăm liếc mắt một cái liền đi sau đó mượn danh nghĩa đi chùa miếu đạo quán cầu nguyện cho mùi mùi ra ngoài vừa đi chính là cả ngày phu xe quý phủ hướng quý ma ma hữu ý vô ý nhắc tới vài lần hứa doanh nguyệt có vài lần mượn danh tiếng đi chùa miếu kỳ thực cùng người khác hẹn gặp nhau sợ là có chút vấn đề quý ma ma làm sao không biết tâm tư nàng không thuần khiết nhưng có thể như thế nào phu nhân không thích nàng cũng không muốn quá quản thúc nàng tuy rằng cẩn thận nuôi dưỡng ăn mặc ở đi lại so với hứa gia ninh càng dụng tâm thậm chí ngay cả giáo sư dạy học phu tử bỏ ra số tiền lớn mời tới nàng một câu không hài lòng nói đổi là đổi cũng không phải con ruột cuối cùng vẫn có khúc mắt chỉ có thể nuông chiều khoan dung như vậy lúc hứa gia ninh tỉnh lại đúng lúc hứa doanh nguyệt về muộn đến vấn an. Tuy rằng người đã chuyển tỉnh, nhưng tâm tư của nàng còn đắm chìm trong cảnh tượng dằn co trong mộng. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, hơi mở mắt ra. Đồ dùng trong nhà hoàng hoa lê thuần một màu, trên đa bảo các gần cửa bày một bình mai sứ trắng, bên trong cắm tường vi mẫu đơn cùng hoàng mộc hương, trên tường thư án treo ngự mã đồ nhung trang của bình Tây Vương cùng con trai. Trang hoàng quen thuộc làm cho tâm tình căng thẳng của nàng hòa hoãn lại, nơi này là xuân cảnh viện trước khi xuất cát ở trong phòng tất cả mọi người đang tự mình bận rộn còn không có ai phát hiện mình đã tỉnh lại mẫu thân gia ninh hôn mê đã 10 ngày có dấu hiệu tỉnh lại không thấy không có người đáp lại hứa doanh nguyệt đành phải mở miệng nói hôm nay con đặc biệt ra huyền đô quan ngoài thành cầu bình an phụ cho gia ninh nguyện tam thanh chân nhân bảo hộ mùi mùi có thể sớm ngày tỉnh lại hứa doanh nguyệt làm như bị phong hàn giọng nói có chút khàn khàn ngữ điệu vừa vội vừa bi thiết, nghe ra đặc biệt lo lắng cho người mắc bệnh. Nghe được giọng nói quen thuộc, khiến người ta căm hận bên ngoài giường, cô không khỏi rùng mình. Dược đã đút qua, Thái Y hôm nay cũng tới thi châm. Ngươi có tâm, dạ hàng lộ nặng, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Quý ma ma, lấy áo choàng của ta ra, an bài người đưa Nguyệt Nương về. Trần thập tam nương ngữ khí nhàn nhạt, dặn dò vài câu. A à nương, người nghỉ ngơi sớm một chút, vạn vọng chú ý thân thể của mình. Nguyệt nương trở về. Hứa doanh Nguyệt thi lễ, ho nhẹ vài tiếng, dời bước ra cửa. Nghe thấy đối phương cáo biệt, hứa gia ninh rốt cuộc nhìn không được nữa. Cô nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay gần như nhúng vào trong thịt, mới không để lệ nóng rơi xuống. Là mộng cũng được là ảo cảnh cũng được, nàng chỉ biết là mẹ của nàng còn sống. Hoàng hảo đoan đoan đứng ở nơi đó vẫn ôn nhu bình tĩnh như vậy nghe thấy tiếng bước chân của người ngoài đi về phía mình hứa gia ninh vội vàng đặt thẳng vị trí thân thể hơi hơi nhắm mắt hai quyền triển khai trải đều trên chăn gấm giống như chưa bao giờ tỉnh lại hiện tại nàng còn không dám tỉnh ngoài cửa hứa doanh nguyệt không biết đã đi xa chưa hận ý ngập trời ăn mòn tâm tình của nàng ác mộng đáng sợ làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ nàng không cách nào phán đoán hứa doanh nguyệt vừa rồi cùng hứa doanh nguyệt trong mộng đến tột cùng có phải là cùng một người hay không. Trong mộng vẻ mặt trêu tức lại khinh miệt của nàng, cùng nàng nhu uyển nhàn thuộc ngày thường một trời một vực. Còn có, trong mộng nàng nhiều lần nhắc tới ghen tị, rốt cuộc là có ý gì? Hứa gia ninh nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng trong mộng, không tự chủ được khẽ nhíu mày. Cảm thấy không ổn, lại lập tức giãn ra hành động nhỏ bé này lại bị Trần Thập Tam Nương đứng lặng ở bên thu vào đáy mắt. Trần Thập Tam Nương có chút hồ nghi, nhưng vẫn bất động thanh sắc thay nàng vén lại mái tóc trước trán. Hứa gia giả bộ ngủ yên tĩnh cảm thụ được sự vuốt ve dịu dàng của mẫu thân. Một luồng mùi thơm quen thuộc, làm cho người ta an tâm xông vào trong mũi, nàng cuối cùng nhìn không được rơi lệ. Hứa phu nhân vội vàng đưa tay dán lên mặt hứa gia ninh, nhẹ nhàng rơi lệ, không để người ngoài phát hiện lại dùng cánh tay ông lấy đầu cô giúp cô điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái thắp hương an thần trong phòng tối nay nến không cần thổi tắt để người chăm sóc nàng canh giữ ở gian ngoài là được trần thập tam nương dặn dò vài câu sau đó đứng dậy buông màn giường xuống liền muốn rời đi hứa gia ninh vào giờ phút này mở hai mắt ra cùng mẫu thân nghiêng người nhìn lại đụng vào cõi lòng nếu con còn không muốn tỉnh vậy cứ mặc thường phục ngủ đi gia ninh lúc này đây mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Trần Thập Tam Nương âm thầm thề trong lòng. Không đúng. Sao mẹ không vạch trần con? Nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái, lại lập tức được tâm tình an tâm xoa dịu. Nàng hiện tại không rảnh ngẫm nghĩ những chuyện này, mẹ bình an vô sự là tốt rồi, còn có chuyện quan trọng hơn chờ nàng vuốt trỏ. Cũng may cũng may, cô còn có cơ hội thay đổi tất cả. Các tỳ tử hầu hạ nội phòng đều đã rút đi, nàng thở dài một hơi, duỗi thẳng thân thể mềm nhũng. Nằm trên giường thật lâu làm cho gân cốt của nàng có chút bủng rủng, nàng sờ sờ vết thương được băng bó trên đầu, nhớ tới năm tử cứu nàng ngày đó khi kinh mã. Vị hôn phu chung của nàng và hứa doanh nguyệt trong mộng. Không, đây không giống mộng, đây rõ ràng là chuyện thật sự đã xảy ra. Ở trong mộng nàng tự như sống một lần, tự mình trải qua một đời đáng buồn đáng tiếc lại qua loa ngắn ngủi như vậy một mối nhân duyên sai lầm, hủy hoại cuộc đời của mọi người hứa gia. Trong mộng nàng bởi vì ân cứu mạng cùng con trai độc nhất của An Quốc công thôi nguyên tể có cùng xuất hiện, hai người ái mộ lẫn nhau, hai nhà liền kết thân. Nhưng sau khi kết hôn không lâu, cô không cẩn thận rơi xuống hồ băng, tổn thương thân thể, từ đó về sau không thể sinh con nữa. Thôi gia muốn nạp lương gia tử khai chi tán diệt, không ngờ cuối cùng người cưới về là trưởng tỷ hứa doanh nguyệt của nàng lúc đó nàng là chính thê hứa doanh nguyệt là thiếp thất giống như mẫu thân của các nàng hai người gặp nhau xem như một hồi anh hùng cứu mỹ nhân trò hay quay đầu cẩn thận nghĩ lại từ đó về sau tình cảm của nàng sâu đậm không thể thiếu hứa doanh nguyệt ở trong đó trợ giúp vì sao ngay lúc đó nàng ngây thơ như vậy không thể phát hiện ra bọn họ mỗi một lần kết bạn đi du lịch đều không thể thiếu bóng dáng hứa doanh nguyệt không thể phát hiện ra hành vi cử chỉ của hắn trước khi thành hôn đều là bộ dáng mình thích Hắn làm ca khúc hoa tấu, đến tột cùng là lấy được lòng ai. Thế gian này không có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như xảy ra, cũng sẽ chỉ là một vở kịch có người ở sau lưng hao hết tâm tư đạo diễn. Hương an thần hóa thành từng làn khói xanh lượn lờ trước trán Hứa Gia Ninh, cô hít sâu một hơi, giảm bớt đau đầu do suy nghĩ. Cô bình ổn tâm trạng, còn có rất nhiều nghi vấn chờ cô đi làm rõ. Hứa Doanh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ chỉ vì một nam nhân mà hại người nhà mình như vậy sao? nếu hắn là người trong lòng ngươi, ngươi cần gì hao hết tâm tư tác hợp nhân duyên giữa ta và hắn. Hứa doanh nguyệt, ngươi chướng mắt quan gia tiểu thư thân phận, tự xưng mình là minh hoa công chúa, vậy ngươi vì sao luôn miệng nói ghen tị ta? Hứa doanh nguyệt, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 3 Không chỉ nàng trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 An Quốc Công Thôi Phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Gia tài khả địch quốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hứa Gia Ninh nằm trên ghế đu trong sân, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hôm nay Hôm nay xem như rất có thu hoạch, nàng vốn tưởng rằng là người bên cạnh mượn cớ thôi gia yến hội đến liên lạc hứa doanh nguyệt không nghĩ tới lại là thôi nguyên tể bản tôn. Thôi gia cùng thánh nhân quan hệ cực kỳ chặt chẽ, phụ tử hai người xem như sủng thần có thể xưng là cảnh quốc triều đình này. Thôi lan quân nhậm chức ở lại bộ, bổ nhiệm miễn nhiệm quan lại dưới thất phẩm. Nàng từng nghe nói, thôi gia hàng năm sẽ thả ra một nhóm quan lại chỗ trống danh ngạch, công khai yết giá, chỉ cần tiền cho đủ, muốn cái gì chức quan liền có cái đó chức quan. Nếu là muốn quan cấp vượt qua ngũ phẩm, không sao, thêm tiền, cũng có thể làm tiếp trước sau khi nàng gả vào thôi gia, thôi gia cũng không có đặc biệt che giấu việc này với nàng, còn bởi vì bối cảnh gia thế hứa gia để cho nàng phụ trách lễ vật, phiếu quà kiểm kê nhập kho, đăng ký lập sổ. ngoài ra, một số quà tặng cần thiết khi nhà họ thôi giao lưu với bên ngoài, thăm hỏi cũng do ông hứa gia ninh đặt mua. cẩn thận nghĩ lại, thôi gia bán quan bán tước, có lẽ là thánh nhân bày mưu đặt kế. hiện nay thánh nhân vì bổ sung quốc khố cùng tiểu kim khố của mình không tiếc lấy danh nghĩa tuyên tác tìm các nha môn cùng địa phương tiết độ sứ công khai đòi tiền tài cống phẩm cảnh quốc thiếu nhất cái gì bà hứa gia cô không thiếu cái gì nhất vẫn là bà hứa gia gia tài phú kham địch quốc xem ra nàng cùng a nương lúc trước suy nghĩ phương hướng sai rồi hứa gia ninh kinh hỷ muốn điên nhìn không được lập tức nhìn thấy mẹ cùng nàng chia sẻ nhưng mẹ ở thôi gia bị nhân tình ngán chân không thể cùng nàng trở về. Không đợi được mẹ, lại đợi được hứa doanh nguyệt khóc nước mắt như mưa. Người tới dáng người thước tha, hốc mắt ửng đỏ, trên khuôn mặt như hoa như trăng nước mắt loan lỗ, khiến người ta triều mến. Gia nương, ngươi như thế nào cùng ta ly tâm? Là bởi vì chuyện bình an phụ sau, việc này đúng là tỷ tỷ có sơ hở, nhưng A à tỷ không phải cố ý muốn hại ngươi. Từ sau khi ngươi khỏi bệnh, liền không tới tìm ta làm bạn, hôm nay còn ở trước mặt người khác như vậy chiếc nhục vu hãm ta gia nương a à tỷ chưa bao giờ có ý hại ngươi ngươi phải tin tưởng ta hứa doanh nguyệt thanh âm vừa mềm mại trong lời nói lộ vẻ ủy khuất chi ý làm cho người ta nghe xong nhịn không được đau lòng trước khi làm rõ mọi chuyện cô vẫn không thể trở mặt với hứa doanh nguyệt nhưng cũng không thể dễ dàng nói hòa với cô như vậy ngược lại sẽ khiến đối phương nghi ngờ vậy em thề anh sẽ tin em hứa gia ninh suy tư một phen trầm giọng nói a tỷ thề chưa bao giờ có ý làm hại ngươi đây là nho sữa ngựa thổ phiên mang đến cho ngươi ta nhìn thấy trong yến hội thôi gia hôm nay có biết ngươi thích ăn đặc biệt rời tiệc đi tìm người đòi hỏi hôm nay các nàng phỉ bán ngươi ta không thể kịp thời khuyên can a tỷ thay các nàng đền tội cho ngươi nhưng những người này phần lớn là sau nhà quan lại giống như chúng ta nếu đắc tội với các nàng sợ là sẽ làm cho bọn A Phụ có chút khó xử. Hứa Gia Ninh ngữ khí vừa vội vừa nhanh, lời nói khẩn thiết nói rõ nguyên nhân hậu quả, còn không quên quan tâm một phen. Điều này có vẻ như cô đang làm khó người khác. Vậy thì sao, A Phụ hắn chính là Bình Tây Vương, Chưởng mười vạn binh mã, đảm nhiệm chinh phạt đại nguyên soái. Bọn họ làm sao có thể so sánh? Bất quá nể tình ngươi đặc biệt ta chuẩn bị lễ vật, ta liền tha thứ cho ngươi kiêu túng tùy hứng, mới là bộ mặt ban đầu của hứa gia ninh nàng. Hứa doanh nguyệt nhìn nàng một cái, lau nước mắt, cười nói. Vân vân vân, A à phụ lợi hại nhất. Đúng rồi gia nương, hôm nay ta hồi tịch tìm ngươi, lại không thấy người của ngươi, ngươi khi đó đi đâu. Hứa gia ninh trong lòng vui vẻ, còn phải là hứa doanh nguyệt ngươi, nói vậy vòng nửa ngày, chỉ vì hỏi cái này đi. Ta lúc ấy say rượu làm ướt quần áo, liền đi sương phòng thay một bộ quần áo. Chỉ là ta say lợi hại, sương phòng thôi phủ huân hương lại có chút thôi miên, ta liền ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại cũng không có khẩu vị gì, liền trực tiếp về nhà. Như thế nào, tôi tớ thôi gia hẳn là biết a, à, bọn họ không có nói với ngươi sao? Hứa gia Ninh ăn nho sữa ngựa, dùng ngữ khí có chút kinh ngạc hồi đáp. Thì ra là như vậy. Gia nương, rượu thôi phủ mặc dù mỹ vị, lần sau cũng đừng tham lam nữa. Hứa Doanh nguyệt mỉm cười, có chút vui mừng. Hứa doanh nguyệt nhảy nhót trời đi. Nương tử, nàng thật lợi hại, lại bị nàng dự đoán được. Hôm nay hà hoa giả dạng nàng nghỉ ngơi ở sương phòng thôi phủ, có hai tỳ tử thôi phủ đến hỏi thăm. Ngoài miệng nói hỏi, đầu kia lại duỗi cực dài, sắp thò vào trong rồi. Thái vi vỗ tay khen ngợi, cao hứng bừng miêu tả. Lúc mặt trời lặng trăng lên, trần thập tam nương đã trở lại. A à, nương, ta nhớ rõ ngươi xưa nay không thích cùng xuất hiện, cũng không thích cùng kinh trung quý nhân lui tới, như thế nào hôm nay đi lâu như vậy? nàng đem trà xanh đã sớm chuẩn bị tốt đưa qua. không thích kết giao mặc dù có thể đổi thanh tịnh tự tại, nhưng cũng cắt đứt con đường tin tức biến hóa kỳ lạ trong kinh. gia nương, chúng ta lần này không thể lại rơi vào loại chuyện này. trần thập tam nương bưng chén trà sứ trắng, hiếp mắt cẩn thận quan sát nữa ngay, tiếp tục nói quý ma ma nói ngươi tìm ta có việc là chuyện gì gia nương hứa doanh nguyệt cùng thôi nguyên tể quan hệ không nhỏ ta hôm nay ở thôi phủ hoa viên tận mắt nhìn hai người tư hội bọn họ nói chuyện với nhau nội dung ta không có nghe quá rõ ràng chỉ mơ hồ nghe thấy nói sổ sách các loại a à nương kiếp trước việc nhà chúng ta cùng hai người này đều trốn không thoát liên quan hoặc là nói cùng đương kim thánh nhân cũng trốn không thoát liên quan bọn họ là vì gia sản của chúng ta mà tới. Gia nương. Ngươi độc thân đi thăm dò tin tức sao? Nếu là bị bọn họ phát hiện thì làm sao bây giờ? Trần Thập Tam nương mạnh mẽ đứng dậy, ngữ khí vội vàng. Con làm việc cẩn thận, mẹ yên tâm. Đúng rồi. Con còn thấy hứa doanh nguyệt đưa cho thôi nguyên tể một sắp sách chưa đóng thành sách, có liên quan đến sổ sách bọn họ nói hay không? Tháng trước ta đánh mất chìa khóa thư phòng, chắc là bị nàng nhặt được. Trần Thập Tam Nương đáp. Sổ sách làm ăn trong nhà tùy thời có thể kiểm tra, hành động này của bọn họ có lẽ là muốn biết nhà chúng ta ngoại trừ làm ăn bên ngoài, còn có cái gì không muốn người khác biết hay không? Vậy chúng ta có sao? Coi như là có, cũng coi như không có. A à, Nương, lời này có ý gì? Gia Nương, ngươi cho rằng, trên thế giới này ngoại trừ hành thương kinh doanh bên ngoài, còn có cái gì có thể kiếm tiền? cái này ngược lại đem nàng hỏi lại, nàng từ nhỏ chỉ biết tiêu tiền, lại không kiếm được một phân tiền. cho dù là hứa gia đã từng suy tàn lúc mẹ kinh doanh cũng không để cho nàng sinh hoạt điều kiện có một tia giảm xuống. nàng dương mắt nhìn trần thập tam nương đối phương vẻ mặt mong đợi, xem ra phải chờ nàng nói đáp án. a à, nương có lẽ là mạng lưới giao thiệp nhân sinh trên đời làm những chuyện lớn nhỏ tìm y hỏi dược thăng quan tấn tước buôn bán kinh doanh cái nào không cần mạng lưới giao thiệp. Gia nương chúng ta rất thông minh, không sai, mạng lưới quan hệ rất quan trọng, nhưng bản chất của mạng lưới quan hệ là trao đổi lợi ích, cũng có thể nói, bọn họ là đang buôn bán tin tức đạt được tiền tài. Ánh mắt trần thập tam nương nóng rực, ngữ khí đắc ý nói. Sau khi tỉnh lại, ngoài trừ điều tra một ít chuyện kiếp trước, còn lợi dụng những tin tức kém này cùng với cấu trúc làm ăn của hứa gia, thành lập một mạng lưới tin tức ngầm. Kinh trung việc lớn việc nhỏ, đều có thể biết. A à, Nương Ngươi thật lợi hại. Cái này ta cũng không nghĩ tới. Nghe được Trần Thập Tam Nương nói, nàng thật sự vô cùng tháng phục. Trần Thập Tam Nương sở dĩ được xưng là Trần Thập Tam Nương, mà không phải hứa phu nhân hay là hứa vương phi, đều bởi vì thực lực của nàng đủ để cho thế nhân bái phục. Trần Thập Tam Nương có thể xưng là Tây Kinh Thành, thậm chí là cảnh quốc thương nhân đứng đầu ngành công nghiệp nổi tiếng liên quan đến muối, lương thực, cá, rau quả, dệt may, tử điếm, tử lâu, chè. Những ngành liên quan mật thiết đến người dân bình dân, ngoài ra còn có vận tải biển, mậu dịch xuyên quốc gia, tiền trang, hiệu cầm đồ, vận chuyển phi tiêu. Tích lũy 13 hàng Chương 6 Thánh nhân tình trái Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 lại gặp trên ghế người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Bị người để mắt tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nhị hoàng tử Lý Cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu nói doanh địa nửa eo thái thương sơn kia đã là bí ẩn vạn phần, bị tận tầng bụi cây che khuất quặng mỏ mới khiến người ta khiếp sợ. Hứa Gia Ninh đi theo Trần Tĩnh trong rừng rậm hồi lâu, rốt cục đi tới một mảnh đất trống. Nơi này phía trước có núi đá, ba mặt còn lại đều là rừng cây, trên gò núi là tầng tầng dây leo đường thảo cùng bụi cây dại không biết tên, dưới gò núi là hoa đổ quyên nở rộ, hoa văn tươi đẹp lóa mắt, từng đóa huyết hồng. Nàng nhìn chung quanh, đều không thấy bóng người. Giọng cô không tốt hỏi người dẫn đường trần phó úy đi xa như vậy không phải là muốn mời tôi đến ngắm hoa chứ hứa tiểu nương tử thật dũng khí thời khắc này còn có tâm tình ngắm hoa ngài ở chỗ này chờ một chút quý nhân tới rồi trần tĩnh cung kính đáp một tiếng sau đó cũng không quay đầu bước vào rừng cây bên cạnh thái vi kéo ống tay áo cô dán vào tai cô nhỏ giọng nói nương tử đừng lo lắng ta vừa mới lén đánh dấu trên đường hứa gia ninh mỉm cười kéo thải vi đi về phía bụi hoa đổ quyên dưới chân núi. Nàng đứng ở trước bụi hoa cẩn thận quan sát, phát hiện bụi hoa kế bên rừng cây bên phải phát triển thập phần kỳ quái, giữa thân cây sung xuê mơ hồ có một đường ranh giới, chặt cây một nửa nghiêng trái, một nửa nghiêng phải, giống như bị người ta bẻ qua. Hứa Gia Ninh cảm thấy hiểu rõ, đi thẳng về phía hoa đổ quyên kia, sau đó nhấc chân lên, dẫm cành cây ngăn cản cô xuống dưới chân. Bụi hoa bị cô bước ra một con đường. Nàng đứng ở dưới đá vôi, dùng sức kéo xuống dây leo đường thảo, núi đá xe lạnh dưới dây leo, trong đen có màu đỏ. Như nàng phỏng đoán, trên thái thương sơn có mỏ chu sa. Đùng đùng. Đùng đùng, trong rừng cây bên phải truyền đến một tràng vỗ tay. Một nam tử mặc áo hồ màu cam vàng nhạt vịnh quải trượng đi ra, khớp ngón tay phải chống quải trượng bởi vì dùng sức phím bạch. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, hai mắt đen trắng rõ ràng, lông mày kiếm vào tóc mai, sống mũi cao thẳng, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thấy vẻ tiêu tụy. Người tới là nhị hoàng tử cảnh quốc, Lý Cảnh. Mẫu phi vương thuộc phi của hắn cùng nhà mẹ để không hòa thuận, dựa vào thủ đoạn cùng tâm tính quan tuyệt hậu cung, độc chiếm thánh nhân ân sủng, ngay cả hắn cũng được thánh nhân bảo vệ có thừa. Từ năm kia hắn bị què chân phải, đã được thánh nhân phong thân vương, Kim thứ sử U Châu. Đặc biệt cho phép hắn không đi đất phong, mở phủ ở Tây Kinh. Nhưng cho dù là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế là hắn. Không hổ là con gái của Bình Tây Vương và Trần Thập Tam Nương, quả thật thông minh nhưng trí tuệ rất dễ gãy, Hứa tiểu nương tử, ngươi hẳn là thích hợp giấu giếm một hai. Lý Cảnh chống quải trường đi tới, ngữ khí có chút bất mãn. Tạ điện hạ nhắc nhở, thần nữ ngày sau chắc chắn chú ý, thần nữ kia cáo lui trước. Hứa gia Ninh hướng về phía người tới thi lễ. Hứa tiểu nương tử lúc này bắt đầu giả ngu, đã biết chuyện trên Thái Thương Sơn, liền nói đi là đi. Nếu ngày sau chuyện này truyền ra ngoài, làm thế nào cho phải? Rõ ràng là Điện Hạ muốn nói cho ta biết, cũng không phải bản thân ta muốn biết. Thần nữ chỉ muốn Thái Thương Sơn giải sâu, nếu Điện Hạ không tìm người đến quấy rầy ta, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Người nếu không tới Thái Thương Sơn, tự nhiên vô sự. Điện nói đùa, thần nữ đến vườn của mình, còn muốn hướng triều đình bẩm báo sao huống hồ thái thương sơn này là tài sản riêng của ta điện hạ đào bới bừa bãi có trước cùng ta thông báo một tiếng sao hay là nói trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ mấy năm nay triều đình thiếu tiền tìm các thần tử khắp nơi lấy các loại danh nghĩa đòi tiền nhưng tranh đoạt trắng trợn như vậy ngược lại là hiếm thấy hứa tiểu nương tử nếu nàng thẳng thắn như vậy chúng ta đây sẽ không dễ nói chuyện Lý Cảnh Ngữ khí mềm mại xuống. Quan chủ đạo quán trên núi cùng ta đánh cuộc thái thương sơn này có mỏ, ta không tin, lúc này mới nhìn không được mở mỏ nghiệm chứng một chút. Hứa Gia Ninh bẻ xuống một con hoa đổ quyên, nghĩ thầm. Lý Cảnh Ngược lại còn muốn chút da mặt, nếu hắn cho bậc thang, vậy coi như xong. Tần đế ngày sau, không thể đắc tội. Vậy Điện Hạ dùng cái gì làm tiền cược? Một chiếc đèn lưu ly, nếu hứa tiểu nương tự cảm thấy hứng thú, ta có thể nhờ người đưa tới một chiếc. Thần nữ ở đây tạ ơn điện hạ, chuyện trên thái thương sơn, thần nữ sẽ không nói ra. Khoáng sản này đã là vật hữu dụng, hiến cho điện hạ cũng không sao. Hứa gia ninh khóe miệng khẽ nhất. Hứa gia không đứng thành hàng, cũng không nói không thể cùng tân đế tương lai làm tốt quan hệ. Vậy thì không cần, hiểu lầm một hồi, nói ra là tốt rồi. Ta vì nói đùa mà khai thác mỏ, quả thật có chỗ không thích hợp không bằng như vậy, ta hứa với ngươi một lời hứa, coi như đền bù. Điện hạ khách khí, nếu là đền bù, một ngọn đèn lưu ly là đủ rồi. Không bằng điện hạ dùng một lời hứa hẹn đổi mỏ thái thương sơn này đi, hai người chúng ta đều không chịu thiệt, như thế nào? Lý cảnh không mở miệng, lặng lặng nhìn chầm chầm cô, không biết đang suy nghĩ cái gì. Vậy một lời đã định, hứa tiểu nương tử dùng cơm xong chưa, cùng ta đi nếm thử ta tâm quan món chay như thế nào? Lúc này Hứa Gia Ninh mới buông lỏng khăn, giọng nói của cô lại dịu dàng. Trần Tâm Quang, tên thật đặc biệt, quả nhiên là phúc địa đắc đạo cao nhân. Rầm. Trong rừng cây thoát ra một người, là Trần Tĩnh vừa mới rời đi. Bốn người thành hàng, Lý Cảnh ở phía trước, Trần Tĩnh theo sát phía sau. Cô kéo thải vi cùng bọn họ bước lên núi. Cuộc sống Hứa Gia Ninh không ở nhà, hứa doanh nguyệt trôi qua tùy ý lại tiêu sái. Bích Vũ đi thông báo người gác cổng một tiếng, ta hôm nay muốn đi quản nguyên tự lễ Phật. Nàng ôn nhu phân phó. Vâng, nương tử. Nhà hoàng đứng bên cạnh bàn hầu hạ đồ ăn lên tiếng đi ra cửa phòng. Thúy Vân bước nhanh về phía trước, thay nhà hoàng bố thái, cầm lấy đũa trúc, gấp cho tiểu thư nhà mình một con vàng thắng ngũ ban đặt vào trong đĩa. Sao hôm nay nương tử không đến các cửa hàng đối chiếu, ngược lại muốn đi quản nguyên tự? Nàng khó hiểu hỏi. Hứa Doanh Nguyệt ngẩng đầu liếc Thúy Vân một cái, lại buông đổ gỗ hoàng dương xuống, cười nói. Thế nào, chẳng lẽ ta còn không thể vụng trộm nghỉ ngơi một chút? Thúy Vân nhẹ giọng đáp. Không giống nhị nương tử chúng ta, cả ngày chỉ biết ham chơi mua vui, cũng không nói giúp người chia sẻ một ít. Hứa Doanh Nguyệt gấp năm loại vàng thắng trong đĩa lên, cắn nhẹ một miếng, nước chảy bốn phía. Gia nương từ nhỏ bị nuông chiều, không cần quan tâm những chuyện nhàn rỗi này, tự có người khác thay nàng an bài thỏa đáng. Nhưng ta không giống, ta dù sao cũng không phải nữ nhi ruột thịt của a nương, thay a nương chia sẻ một ít luôn tốt. Nương tử, nàng luôn như vậy, đánh vỡ hàm răng còn muốn nuốt vào trong bụng. Muốn ta nói, nàng mới càng giống con gái ruột của phu nhân. Thúy Vân vì nương tử nhà mình cảm thấy không đáng, tiểu thư nhà mình thông minh lại thiện lương khiêm tốn, so với nhị nương tử hứa gia Ninh ngoan cố kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần chỉ tiếc không phải con ruột của hứa phu nhân. Ông già thật không công bằng. Giống. Ta đã là nữ nhi của A Nương, có phải thân sinh hay không thì có làm sao? Được rồi, ta đã no rồi, kêu người rút lui đi. Thần sắc ấm áp của hứa doanh nguyệt trở nên ngâm đen. Nàng nhìn chầm chầm trên thư án bày một con phúc qua nhi chiếu theo bức họa của nàng đặt làm, đó là sau khi nàng vào phủ trần thập tam nương cố ý đặt cho nàng, cùng hứa gia ninh con kia cùng xuất phát từ hình diêu cũng không phải cùng một vị thợ thủ công chế tạo hai con búp bê phúc đặt cùng một chỗ thoạt nhìn cực giống nhìn kỹ lại có khác biệt rất lớn đây chỉ là lão sư phụ thâm niên làm mặt ngoài đồ sứ bóng loáng nhẵn nhụi mặt men lóe ra ánh sáng trong suốt ở hứa phủ hứa gia ninh có cái gì dùng cái gì nàng cũng giống vậy thậm chí so với nàng hứa gia ninh càng tinh tế thỏa đáng nhưng có một thứ nàng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp giống nhau như đúc đó chính là cốt huyết. Gia nương, nếu ta là ngươi thì tốt biết bao. Hứa Doanh Nguyệt buồn bã nói. Chương 10 Trần Tâm Quang muộn rót Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đường lên núi không thể so với đường đá đi tư viên, nó dựa vào dãy núi đá quái dị mà tu sửa, dốc đứng lại hiểm trở. Hứa Gia Ninh sách theo làng váy, không người leo lên. Cô ngẩng đầu liếc lý cảnh một cái, người nọ chống quải trượng lại đi so với cô còn vững vàng hơn, cô có chút không thể tin, bước nhanh hơn. Bước lên bậc thang thứ 554, hứa gia ninh dừng bước, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tâm Quang ngồi một mình trên đỉnh núi Thái Thương. Kim đỉnh tường đỏ, mái công gốc công, điêu lan ngọc thế, sư tử lưu ly hai đầu cột sống trên nóc nhà dưới ánh nắng chiều chiếu rọi rạng rỡ sinh huy. Xa xa nhìn lại, một mảnh sương mù lượng lờ ở bốn phía đạo quán, làm cho nó giống như treo ở trong mây trên trời, tự như tiên cảnh. Trần Tâm Quang, lúc cảnh quốc mới lập quốc Thái Tông Hoàng đế hạ lệnh kiến tạo. Trong hơn trăm năm, từ một tòa phúc địa hương khói cường thịnh dần dần yên lặng thành tiểu quan không biết tên ẩn vào thâm sơn. Nhưng cũng tốt, thiếu nhân gian tục trần, rơi vào thanh tịnh tự tại. Hứa tiểu nương tử, đường núi dốc đứng khó đi, có cần ta xuống dưới hỗ trợ kéo ngươi một phen. Ngược lại ánh sáng, nàng không cách nào thấy rõ thần sắc đối phương chỉ cảm thấy giọng nói của hắn hơi có ý châm chọc không làm phiền điện hạ đường núi tuy dốc nhưng không khó đi ta bất giác mệt mỏi hứa gia ninh ngẩng mặt lên hướng về phía người trên la hét trong núi có chim rừng bay qua thanh âm của nàng vang vọng khắp nơi hứa gia ninh hít sâu một hơi trong không khí tràn ngập hương vị thư giãn trên núi làm cho tinh thần cô sản khoái nương tử nàng thật sự không mệt mỏi Trước đó vài ngày nàng đi trên phố, đi được hai bước liền kêu la bảo ta gọi kiệu phu đến nâng nàng, sao hôm nay leo thái thương sơn lại không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ nơi đây quả như lời trần ma ma nói, là bảo địa quan chủ đắc đạo thành tiên kia, cho nên khiến nàng bất giác mệt mỏi. Thái vi, cái này cô cũng tin. Cô nghe giọng lý cảnh, rõ ràng là đang chăm chọc tôi đi chậm. Cô thấp giọng đáp. Nương tử, sao nàng có thể gọi thẳng tên điện hạ, khiến hắn nghe thấy không chừng phải trà sát nạn như thế nào. giọng Thái Vi càng thấp hơn, gần như bị gió thổi tan. cho nên ta mới nhỏ giọng như vậy. chúng ta tiết kiệm chút khí lực, sớm một chút bò lên, đi xem Trần Tâm Quan này có thiên tài địa bảo gì, có thể vào Thánh Nhân Thanh Nhãn. Hứa Gia Ninh lấy bình nước bên hông uống một ngụm lớn, lại đưa cho Thái Vi ở phía sau. hai người nghỉ ngơi ước chừng nửa nén nhang, nàng ngẩng đầu nhìn lại đã không thấy bóng dáng Lý Cảnh cùng Trần Tĩnh. Thái Vi, bọn họ đi nhanh quá, chúng ta mau đuổi theo. Cô vừa nói, vừa đeo bình nước lên người, sau đó kéo Thái Vi vội vàng tiếp tục đi lên. Lại leo thêm 445 bậc thang nữa, hai người rốt cuộc cũng đến trước cửa Trần Tâm Quang, mặt trời lặn ở xa đang sắp chìm xuống. Hứa Gia Ninh xoay người nhìn lại, cảm khái nơi đây quả như tiền nhân viết. Kim đỉnh hình xâm thiên, tùng hải vân vụ giang phương xa là thái thương sơn vô tận dưới chân là biển rừng tùng đào xanh ung tươi tốt một phương thiên địa linh tú hai vị khách quý mời dùng trà trước ta sẽ dẫn các ngươi đi quan nội tiểu đạo đồng mặc đạo bào màu xanh trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước quan môn thoạt nhìn chỉ có năm sáu tuổi hắn đem khay trà dơ lên quá đỉnh đầu vì hai người bọn họ đưa lên hai chén trà xanh hứa gia ninh nhận lấy chén trà một ngùng uống cạn trà ngọt nước ngọt cô chỉ cảm thấy quanh người sảng khoái. Tiểu đạo trưởng, trà này có chút đặc biệt, thuận tiện hỏi một chút là tên gì sao? Hứa gia ninh cuối người, sờ sờ đầu của hắn, lại lấy ra mật ong cô giấu ở trong hà bao, đưa qua. Tiểu đạo đồng liếc chung quanh một vòng, xác định không có người ngoài nhìn thấy, cầm lấy đường mật bóc giấy dầu rồi nhét vào miệng. Miệng hắn căng phòng, có chút mơ hồ không rõ. Đây là trà sư phụ chế, không có tên tỷ tỷ lát nữa có thể hỏi hắn. Quả nhiên là ăn thịt người miệng ngắn, vừa rồi còn là khách quý, lập tức liền biến thành tỷ tỷ. Tốt lắm, vậy ngươi dẫn đường dẫn chúng ta đi. Tỷ tỷ cho ngươi hai viên kẹo, ngươi trả lời tỷ tỷ hai vấn đề được không? Tiểu đạo đồng ánh mắt tỏa sáng, không chút nghĩ ngợi, gật đầu. Hai người đàn ông vừa mới đi vào, thường xuyên đến sau nàng vương tay phải, đưa ra một khối kẹo mật ong trong đó. Tiểu đạo đồng nhận lấy kẹo, đừng vào bên hông. Lại giơ tay trái lên, bẻ ngón tay tính toán. Ta không biết cái gì mới tính là thường xuyên. Bọn họ kém nhau cứ cách ba đến năm ngày lại tới bái phỏng một lần, một tháng tính ra cũng có bảy tám lần. Hứa Gia Ninh lấy ra mặt khác một khối đường, lén lút hỏi: vậy sư phụ ngươi là thật giống trong lời đồn đồng dạng, đã đắc đạo thành tiên sao? Không đợi Tiểu đạo đồng trả lời giọng nói trầm thấp từ trong quán truyền đến đã cắt đứt hai người quý nhân nếu muốn biết sao không tự mình hỏi ta người tới mặt đạo bào màu xám lam trong búi tóc cài một cây trâm màu đen hai tay phụ sau lưng khí chất mờ mịt xuất trần giống như trích tiên nhân anh nhìn về phía hứa gia ninh trong mắt hiện lên kinh ngạc cô ấy giống cô ấy mặt mày thần thái giọng nói không chỗ nào không giống anh thầm nghĩ trong lòng Hứa Gia Ninh nhìn thần sắc trong mắt đối phương từ kinh ngạc trở nên bình tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quặc. Sau đó hơi quỳ gối cúi đầu, hành lễ với người tới. Bãi Kiến Tiên sư. Ta cho rằng ngươi sẽ không hành lễ đâu. Ngược lại là Đoan Trang Hào phóng lại khéo léo, "Hứa Gia Ninh." Lý Cảnh Chống Quải Trường đạp bước mà đến, trên mặt như cười như không. Hứa Gia Ninh liếc hắn một cái, cực không tình nguyện cúi đầu. Bãi Kiến Tuyên Vương nếu có chỗ lễ nghi không chu toàn kính xin điền hạ tha thứ hai vị quý nhân đường xa mà đến sao không theo ta vào quan sát sau khi ngồi xuống nói chuyện nơi này gió lớn không nên ở lâu đạo nhân đứng ở một bên mở miệng hứa gia ninh theo ba người cùng nhau bước vào đạo quán trên mảnh đất trống trung tâm quán đứng sừng sững một cái đỉnh lớn bằng đồng thau mùi thơm to bằng ba cánh tay đặc biệt nổi bật nạn có chút kinh ngạc đường núi dốc đứng như vậy đỉnh lớn này là người phương nào vận chuyển lên. Chính, thiên điện đều thờ pho tượng chư thánh đạo gia, trong điện đốt hương thơm, từng đợt khói xanh lượn lờ giữa không trung. Trên bàn cung cấp rất nhiều hoa quả tươi. Trái cây đa dạng phức tạp, phần lớn là cống phẩm chỉ tiến cống cho thánh nhân trong cung. Hứa gia ninh bất động thanh sắc quan sát hết thảy chung quanh, nàng vô cùng xác định, đạo quán này cùng hoàng gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Xuyên qua một hành lang dài, mọi người đi tới hậu đình đạo quán. Hai bên không tường, dùng hàng rào vây quanh, phía trên chằng chịt treo rất nhiều đèn nến, dựa vào một bên ngoài cùng không có gì che chắn, đem cảnh núi Thái Thương xa xưa bát ngát ôm gần trong viện nhỏ. Chính đình viện trung tâm có một khỏa xuân anh thụ, gió xuân thổi qua, lạc anh ở không trung xoay quanh phi hành, thật lâu không rơi. Dưới tàn cây anh đào mùa xuân có một bệ đá bạch ngọc, kéo dài đến bên vách núi trên sân thượng bạch ngọc thạch bày một cái bàn trà gỗ màu đen trên bàn trà có ba năm địa thức ăn dùng sứ xanh trắng gặp nhau màu sắc tươi sáng hình vị đều tốt bốn cái bồ đoàn bằng mây đặt ở hai bên bàn trà một chút phấn anh điêu linh rơi trên đó trên bệ đá bên vách núi bày một tấm trúc trên đó đốt một con hương tinh tế ngửi có mùi tùng xanh trong núi trên mấy cây trúc trải rác một ít quân cờ đen trắng tự hồ là một ván cờ chưa kết thúc tiên sư thật nhã hứng nơi này thực thắng cửu thiên tiên vực. Hứa Gia Ninh khen ngợi từ tận đáy lòng. 999 bậc thang này, đáng giá.